Danh sách hơn 240 gia đình ở tổ 1 Hà Phước, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Từng hộ gia đình, ai đã tiêm hay chưa tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine, tất cả đều được ông Hòa nắm sát sao. Một nhóm trên Zalo mà thành viên là tất cả các hộ gia đình trong tổ dân phố. Lịch tiêm vaccine COVID-19 một khi đăng tải, gia đình nào cũng biết được. Cẩn thận hơn, ông Hòa đến từng nhà, nhắc đi nhắc lại về sự cần thiết phải tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19. Đến nhà người dân, giải thích cho người dân hiểu là tiêm mũi nhắc lại nó như thế nào, nó lợi ích thế nào, thì người dân người ta thấy được cái hiệu quả của nó. Rồi đồng thời đó mình đăng những cái thông tin của sức khỏe lên group á, người ta đọc được. Khu dân cư mà ông Hòa đang sinh sống từng là điểm nóng dịch COVID-19 trong năm ngoái ở tỉnh Khánh Hòa. Nhưng kể từ khi dịch bệnh được kiểm soát, không ít người do dự khi tiêm vaccine mũi nhắc lại. Tuy nhiên, nhờ linh hoạt nhiều cách vận động nên đến lúc này, ở tổ 1 Hà Phước, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 đạt cao. Chấp hành hết, tại vì con nó đi làm hết, công nhân, cho nó phải lo chết. Tất cả 136 trạm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều tổ chức tiêm vaccine, thậm chí tổ chức tiêm trong thứ Bảy và Chủ nhật, khá thuận tiện đối với người dân. Mặt khác, chính quyền cơ sở tăng cường rà soát, nhắc nhở lịch tiêm vaccine. Chính quyền địa phương nếu mà ra tay mạnh hơn thì các cái cơ quan xí nghiệp đoàn thể người ta có ý thức, người ta cứ thức cao hơn, người ta đến điểm tiêm để đạt ít nhất là một cái cơ quan nào đó hoặc ban ngành đã đạt từ 90% số người được tiêm mũi 1 nhắc lại và mũi 2 nhắc lại. Trên cả nước, đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 ở nhiều tỉnh chưa quá 50%, riêng mũi 4 vaccine COVID-19 chỉ khoảng 7%. Tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 ở mức thấp là điều rất đáng lo ngại trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19. Cũng vì vậy, một lần nữa, linh hoạt các biện pháp tuyên truyền vận động phù hợp với đặc thù từng khu dân cư sẽ là cách để nhanh chóng phủ đầy đủ các mũi vaccine COVID-19.